Chào anh em nha. Đây là hôm nay mình sẽ giới thiệu về bảng bạc hộp đèn. Bữa giờ nói nhiều quá, đồ toàn là đồ sang xịn mịn không à. Mà mấy cái bảng hộp đèn như thế này thì chắc cũng ít người chia sẻ, bởi vì mọi người thấy cái này nó quá đơn giản. Hộp đèn bên mình làm loại này đang là kích thước là 80 x 1,2 m. Thì bên trong thì đèn thì mình sẽ để xéo. Thường khi mà làm những cái hộp đèn theo quy cách như thế này thì bắt buộc mình phải để xéo kia, để tại vì bóng đèn nó đã 1,2 m rồi thì nó sẽ không vừa ở trong này. Nếu như mà hộp đèn mà bên mình tư vấn cho khách hàng thì nó sẽ thuộc về 1,3 m để bóng đèn có thể được để thẳng. Cái hông hộp đèn này mình đang để là 20 phân. 20 phân, cái này cũng theo quy cách của hộp đèn này ha. Hộp đèn này mới bạc, mình đang hiện tại là in 4 mặt. Thôi khoan, phần này tím rọc ra nha. Hộp đèn này thì mình bạc thì mình sẽ in 4 mặt để tận dụng cả mặt bên kia, mặt bên hông nó đỡ tốn, tại vì thường cái này các bạn sẽ phải dùng tấm tôn hoặc alu để che những cái khoản này lại. Thì cái phần này chúng ta sẽ xong thì chúng ta cũng phải bọc vê lại để cái này thì mình đã sơn sơn bạc này để chống rỉ những cái mối hàn này ha. Đây, sơn bạc những mối hàn này. Hộp đèn này hiện tại giá cả của nó rất là bình dân rồi, bình dân nhất trong các loại bình dân của loại hộp đèn rồi đó. Và chúng ta cũng có nhiều cái loại hộp đèn nó giá trị nó cao, thì giá trị nó cao thì giá thành nó cao, và nó cũng tùy vào cái mục đích của khách hàng sử dụng nữa. Năm ngoái như năm này mà năm này cũng như năm ngoái, thoáng cái lại sắp Tết nghĩ tới mà gầu lo muốn chết. Vì 10 tháng đi làm bình thường vậy mà bây giờ không dư một cách, chắc có lẽ nó không ai tin nhưng mà thật ra đó là sự thật. Tiền ăn thiếu không có trả nè, mấy năm vất vả rồi năm nay về quê ăn Tết chắc chống ở nhà.